Namaste. Xin chào các bạn. Các bài tập cho vùng lưng và hông giúp tăng tính linh hoạt, kéo giãn vùng lưng và giảm căng thẳng. Sau đây là một số những bài tập yoga cơ bản mà chúng ta có thể luyện tập tại nhà. Nhớ luyện tập từ từ, chậm rãi và lắng nghe cơ thể bạn nhé. Ngồi vững chắc trên thảm, hai mông cân bằng. Đan tay, ngửa lòng bàn tay, hít vào, nâng cao vùng cột sống của mình lên. Gập người về phía trước, thở ra, duỗi dài các đốt sống, trán xuống thảm, mông không lên. Tiếp tục, nâng người lên cao, hít vào, vươn hai tay qua đầu. Gập người về phía trước, thở ra. Tiếp tục một lần nữa, hít vào, vươn tay lên, mở căng lồng ngực, vươn cằm của mình lên phía trước một chút, giữ ở đây và hít thở đều. 5, gắng mở vai ra phía sau. 4, 3, 2 và 1, rồi từ từ vươn người gập về phía trước. Ghi mông của mình xuống, thả lỏng hai vai, thả lỏng cột sống lưng. Giữ và hít thở đều. 4, 3, 2, 1. Nâng cao lồng ngực lên, hai tay dang ngang, hít vào. Nghiêng người sang bên trái. Hạ vai xuống, tay phải áp mang tai. Thở ra thả lỏng vùng lườn bên phải của mình. Tiếp tục về giữa, hít vào. Nghiêng người sang bên phải, thở ra. Ta có thể trùng nhẹ khuỷu tay xuống và cảm nhận sự căng giãn ở lưng sườn bên trái. Tiếp tục nâng người lên, hít vào. Nghiêng người sang bên trái, thở ra. Hít vào. Thở ra. Một lần cuối, hít vào, nâng cao toàn bộ lồng ngực, kéo hai vai ra sang hai bên. Từ từ nghiêng người sang trái, hạ khuỷu tay thẳng hàng với hông, tay phải áp mang tai. Chúng ta hạ đến khi nào mà mông chuẩn bị nhấc lên thì chúng ta dừng lại, giữ và hít thở đều. 4, nhấn mông bên phải xuống. 3, quáng thẳng tay phải để kéo được căng vùng lườn của mình. 2 và 1, nâng người về giữa, hít sâu. Nghiêng người sang bên phải, chậm chậm hạ khuỷu tay xuống, thở ra, giữ ở đây và hít thở đều. 4, 3, cảm nhận sự căng giãn, nhấn mông bên trái xuống nhiều. 2 và 1, nâng cao lồng ngực, hít vào về giữa. Tay phải đặt gối trái, tay trái phía sau mông phải, nâng cao lồng ngực, thở hết ra, vặn người ra phía sau. Tiếp tục về giữa, hít vào, vặn người sang bên phải, thở ra, mở căng lồng ngực, mắt nhìn phía sau theo vai phải. Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Một lần cuối, hít vào về giữa, nâng cao toàn bộ cột sống lưng của mình lên. Vặn người sang bên trái, thở ra, ngả người về phía trước, vòng tay trái sau lưng nắm lấy đùi phải. Rồi chúng ta nâng ngực lên thẳng cột sống lưng, mắt nhìn phía sau, giữ và hít thở đều ở đây. 4, mỗi lần thở ra lại vặn thêm một chút nữa. 3, dùng lực của tay phải này, ghì đầu gối trái kéo người sang một chút nữa. 2, và 1, hít vào, thở ra, vặn người sang phải, vòng tay phải sau lưng nắm đùi trái, hít thở đều và đẩy thẳng cột sống lưng. 4, 3, cố gắng vặn thêm một chút nữa. 2, và 1, hít vào, vươn hai tay ra ngang, hai tay chống phía sau, thở ra. Xoay vai, nâng cao lồng ngực,
Hít vào mông lên cao, ngực lên cao. Kéo cằm lại một chút ạ. Từ từ hạ mông thật chậm. Vươn tay, đan tay phía sau. Xoay vai, mở ngực, hít vào, đẩy thẳng tay ra sau. Gập người về phía trước, chán xuống, hất tay lên cao, thở ra. Siết bụng, nâng người lên, vươn tay qua đầu, hít vào. Hai tay chống phía sau, thở ra, hướng ngón cái vào phía bên trong ạ. Kiễng mũi tay, xoay vai, nâng cao lồng ngực, hít vào, mông lên, ngực lên. Chậm chậm hạ mông của mình xuống, đan hai tay phía sau, xoay vai, hít vào, mở căng lồng ngực thẳng tay. Siết bụng từ từ gập người xuống phía trước, mông không lên, hất tay lên cao, thở hết ra, thả lỏng vai. Rồi một lần cuối, siết bụng nâng người lên cao, hít vào, vươn hai tay qua đầu. Hai tay chống phía sau, thở ra. Tay gần mông ạ, xoay vai, nâng cao lồng ngực, hít vào, mông lên phía trước, ngực mở căng, giữ ở đây và hít thở đều. 5, cố gắng đẩy mông lên một chút nữa. 4, ta kéo cằm lại một chút ạ, không thả lỏng hết cổ ra sau. 3, 2 và 1, rồi từ từ hạ mông của mình chậm xuống. Đan tay phía sau lưng, xoay vai, nâng cao lồng ngực, hít vào. Siết bụng, gập người về phía trước, thở ra, hất tay lên cao. Thả lỏng hai vai, giữ và hít thở đều. 4, 3, 2 và 1. Vươn tay lên qua đầu, hít vào. Hai tay đặt vai, thở ra. Khửu tay chạm nhau, cúi đầu của mình xuống. Hít vào, nâng cao lồng ngực, mở vai ra sau, đồng thời vươn cằm lên. Thở ra, hạ khử tay xuống. Tiếp tục, hít vào, vươn cằm, mở vai ra sau nhiều. Thở ra, 3. Hít vào, thở ra, 4. Hít, thở, 5. Rồi xoay ngược lại. Hít vào, mở rộng lồng ngực, vươn cằm lên. Thở ra, cong lưng, hóc bụng, khép khử tay. Tiếp tục hít lên, thở ra, 3, mở rộng lồng ngực, đổ người về trước này, 2, cố gắng khép sát khử tay của mình ra sau hết mức có thể, và 1, rồi mời cả lớp duỗi thẳng hai chân, thả lỏng chân của mình ạ. Nâng đầu gối lên xuống, thả lỏng vùng kheo chân phía dưới. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kéo hai gót chân về phía mông của mình về tư thế cánh bướm. Lòng bàn tay của mình đặt ở phía dưới hai chân, lách hai mông sang hai bên, đẩy thẳng cột sống lưng và vỗ đùi lên xuống. Hít thở đều và điều hòa hơi thở của mình, luôn luôn giữ cột sống lưng thẳng. Thả lỏng vùng khớp hông. Rồi bây giờ chúng ta kéo gót chân phải về phía sát về hông của mình, chống bàn chân trái vuông góc một chút và đi chân về phía trước. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Tay phải chống phía sau mông, thở ra, 5 ngón tay hướng về phía sau ạ. Hạ đầu gối phải xuống, mông lên cao, hít vào, uốn cong lưng, mở căng lồng ngực, không thả lồng cổ, cho kéo cằm lại sao cho đầu mình thẳng hàng với tay trái. Từ từ hạ mông thật chậm xuống. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Đặt tay trái lên đùi, đẩy sang bên phải và vòng khử tay phải qua đầu gối trái. Nâng cao lồng ngực và mắt nhìn phía sau. Tiếp tục vòng thứ hai, hít vào. Thở ra, tay phải chống sau. Mông lên cao, hít uốn cong lưng, mở rộng lồng ngực. Hạ mông xuống, thở ra. Vươn tay qua đầu, hít sâu.
đặt tay trái lên đùi, vặn người sang bên trái, thở hết ra. Một lần cuối hít vào, thở ra tay sau, rồi mông lên, uốn cong lưng, giữ và hít thở đều ở đây. 5, cố gắng siết cơ bụng của mình lại và nâng hông, mở lồng ngực hết ra. 4, 3, 2 và 1, rồi từ từ hạ mông thật chậm. Vươn tay lên qua đầu, hít sâu, vặn người sang bên trái, thở hết ra, mắt nhìn phía theo tay phía sau, giữ và hít thở đều. 4, 3, cảm nhận vùng lườn của mình đang được kéo giãn. 2 và 1, vươn tay qua đầu, hít sâu, hai tay xuống, thở ra. Bây giờ chúng ta đổi chân, gập chân trái và mông của mình cũng ngồi sang bên trái một chút, sao cho đầu gối của mình không bị ra ngoài thảm ạ. Rồi chống chân bên phải lên, vươn hai tay lên cao, hít vào, tay trái chống phía sau mông trái, thở ra, tay gần mông ạ. Hạ đầu gối trái, hít vào, mông lên cao, ngực mở căng. Hạ mông thật chậm xuống, vươn tay lên cao, hít vào, vặn người sang bên phải, thở hết ra, đẩy căng ngực, mắt nhìn phía sau. Tiếp tục hít vào, lần thứ hai, tay trái chống sau, thở ra, mông lên cao, hít vào, uốn cong lưng, mở căng lồng ngực, kéo cằm lại một chút, siết cơ bụng của mình lại. Từ từ hạ mông xuống, vươn hai tay lên cao, hít vào, vặn người sang bên phải, thở ra. Rồi một lần cuối hít vào, vươn tay lên, hạ tay trái sau, mông lên, uốn cong lưng, mở rộng lồng ngực, giữ và hít thở đều. 5, mở lồng ngực thêm nữa nào. 4, cố gắng siết bụng và đẩy mông lên cao. 3, 2, thả lỏng vùng lưng dạ. Và 1, rồi từ từ hạ mông xuống. Vươn hai tay lên, hít vào. Vặn người sang bên phải, thở hết ra. Tay chắp ngực, mắt nhìn phía sau. Giữ và hít thở đều ở đây ạ. 4, đẩy thẳng cột sống lưng của mình lên. 3, 2, 1, rồi hít vào, vươn tay lên cao. Hai tay xuống, thở ra. Chúng ta thả lỏng chân, duỗi thẳng chân, lắc hai chân sang hai bên. Rồi, mời mọi người mở rộng hai chân của mình ạ. Mở rộng hai chân hết mức có thể. Tay phải nắm mũi chân kéo ra sau, tay trái nắm mũi chân kéo ra sau ạ. Rồi, chống tay về phía trước này, nhấc mông lên một chút, sau đó chúng ta đẩy nhẹ để làm sao để giãn cái phần khớp cơ kheo chân của mình ra. Rồi nhấc hai mông phía sau để áp hết phần đùi trong của mình xuống. Vươn hai tay lên cao, hít vào, dựng mũi chân lên trời, nghiêng người sang bên phải, thở ra. Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào về giữa, nâng cao lồng ngực, dựng mũi chân, nghiêng người sang bên trái, thở ra, thả lỏng toàn bộ vùng lườn phải. Rồi một lần cuối hít vào, nghiêng người sang bên phải, thở ra, giữ ở đây và hít thở đều. 5, cố gắng thả lỏng kheo chân phía dưới. 4, cảm nhận vùng lườn bên trái của mình đang được kéo giãn. 3, hít thở đều. 2 và 1, siết bụng, nâng người lên, hít vào, vươn tay qua đầu, xòe 5 ngón tay để máu lưu thông. Từ từ nghiêng người sang bên trái, thở ra. Chúng ta cứ làm chậm và cảm nhận cơ thể của mình nhé. 4, nâng cao lồng ngực lên nào. 3, cố gắng nào, thẳng chân của mình ra, hạ đầu gối xuống. 2
và một, rồi nâng cao vùng cột sống, hít vào, vươn hai tay qua đầu. Xoay người sang phải, gập người về phía chân phải, thở ra. Kéo dài các đốt sống ạ. Quán là không cúi đầu, cong lưng như này. Chúng ta duỗi bụng ngực của mình, mắt nhìn chân. Đầu cổ thẳng hàng, vươn hai tay lên cao, hít vào. Gập người về phía chân trái, thở ra. Hít vào, vươn hai tay lên cao. Rồi một lần cuối, gập người về phía chân phải, thở ra. Giữ ở đây và hít thở đều, quán dựng mũi chân trái của mình xoay lên. Bụng ngực của mình ép sát xuống đùi hết mức có thể, đồng thời duỗi lưng của mình ra nhé. 5. Mỗi lần thở chúng ta lại xuống một chút nữa. 4. Thả lỏng kheo chân phải phía dưới nào. 3. Hít thở đều, cố thêm một chút nữa. 2. Và 1. Rồi nâng người lên, vươn hai tay qua đầu, hít vào. Gập người về phía chân trái, thở ra. Giữ và hít thở đều ở đây. 6. 5. 4. Quãng mỗi lần thở ta lại thả lỏng ra. 3. Vặn người sang bên trái một chút nữa, sao cho ngực của mình ở giữa hai chân. 2. Và 1. Rồi, vươn hai tay lên cao, hít vào, đẩy căng vùng cột sống lên. Hạ tay phải phía sau mông phải, xòe 5 ngón tay ra thở này. Rồi, hạ mũi chân trái của mình xuống. Đồng thời, dùng lực của tay phải đẩy mông lên cao, hít vào. Mở căng lồng ngực, tay trái qua đầu, uốn cong lưng. Hạ mông của mình xuống, thở ra. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Gập người về phía bên trái 45 độ, thở ra. Hạ khử tay. Ai tốt thì đi tay và bụng ngực cầm chặt. Tiếp tục nâng người lên, vươn hai tay qua đầu, hít vào. Tay trái chống phía sau, thở ra. Hạ mũi chân phải về phía trước. Mông lên cao, hít vào, uốn cong lưng. Mở căng lồng ngực lên, không thả lỏng cổ ạ. Rồi từ từ hạ mông xuống. Vươn hai tay lên qua đầu, hít vào. Gập người bên phải 45 độ, thở ra. Đi tay, đi tay, đi tay. Thả lỏng vùng kheo chân nhé. Duỗi căng ngực của mình lên, mắt nhìn về phía trước tay. Rồi, một lần nữa hít vào, vươn hai tay qua đầu. Tay phải chống sau, thở ra. Hạ mũi chân trái, tay trái lên cao, hít vào, uốn cong lưng, mở căng lồng ngực. Giữ và hít thở đều. 5. Đẩy mông lên nào, siết cơ bụng lại ạ. 4. Cố gắng nâng ngực lên nữa. 3. 2. Thẳng chân. Và 1. Rồi từ từ hạ mông. Vươn hai tay lên qua đầu, hít sâu, hóp bụng, mở căng ngực. Gập người về phía bên trái, thở ra, duỗi dài các đốt sống. Dựng mũi chân của mình lên, hít thở đều. Mỗi lần thở chúng ta lại hạ thêm một chút nữa. 5. Tập trung vào hơi thở của mình đi ạ. 4. 3. Cảm nhận sự căng giãn. 2. Và 1. Rất tốt. Vươn căng ngực của mình lên, hít vào. Tay trái chống sau, thở ra. Hạ mũi chân phải, mông lên cao, hít vào, uốn cong lưng, mở lồng ngực lên. Giữ và hít thở đều. 4. 3. Cố gắng siết mông lên nữa nào. 2. Và 1. Rồi từ từ hạ mông. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Từ từ gập người về phía bên phải 45 độ. Thở ra, đi tay, đi tay. Hạ bụng ngực cằm của mình xuống. Mỗi lần thở chúng ta lại hạ xuống. 5. 4. Cố gắng thả lỏng vùng kheo chân. 3. Vươn ngực của mình lên, duỗi lưng một chút. 2. Và 1. Vươn tay lên cao, hít vào. Mở rộng lồng ngực, kéo căng vùng cột sống lên phía trên. Hai tay chống phía sau, thở ra. Đan tay của mình lại, xoay vai, hít vào, đẩy căng lồng ngực. Chống bàn tay của mình xuống thảm và đẩy lồng ngực của mình lên. Đồng thời vươn cằm về phía trước. Giữ ở đây và hít thở đều.
5. Cố gắng nào. 4. Đẩy ngược lên nữa, khép sát hai lòng bàn tay. 3. 2. 1. Rồi, hít vào. Gập người về phía trước, thở ra. Nếu ai chưa xuống được, chúng ta hạ bàn tay của mình xuống và từ từ gập về giữa hai chân. Sau đó, đan tay, thẳng tay, xoay vai của mình ra, giữ và hít thở đều, cố gắng dựng mũi chân của mình lên, siết theo chân để bảo vệ khớp gối. 4, 3, cố lên ạ, 2 và 1, rồi chống tay của mình. Hít vào, vươn hai tay lên qua đầu, hai tay xuống, thở ra. Rồi chúng ta khép sát hai chân và thả lỏng chân. Mời cả lớp chúng ta về tư thế em bé. Tiếp tục, chúng ta đặt tay về phía trước, sao cho khửu tay chạm với đầu gối của mình, tách rộng hai đầu gối bằng hông, xoay 5 ngón tay của mình ra và tiếp tục đo thêm một bàn tay nữa, tính từ cái điểm cuối cùng của ngón tay của mình ạ. Rồi, nâng người lên. Đây là tư thế con bò mèo. Mông thẳng hàng với đầu gối, cổ tay thẳng hàng với vai, xoay khớp khử tay ra bên ngoài và siết nhẹ cơ bụng. Từ từ võng lưng xuống, hít vào, vểnh mông lên, mở căng ngực, mắt nhìn về phía trước. Cuộn lưng lên, hóp bụng lại, thở ra, cằm thu hõm cổ, mắt nhìn rốn. Tiếp tục võng lưng xuống, hít vào, mở căng lồng ngực của mình lên. Ai bị đau khớp gối, chúng ta có thể lót hai cái khăn của mình hoặc là cái miếng lót gối ở phía dưới nhé. Thở ra hết, hóp bụng, cuộn lưng, cằm chạm cổ, mắt nhìn rốn. Tiếp tục hai lần nữa, hít vào, cuộn lưng, hóp bụng, thở ra. Một lần cuối, võng lưng xuống, vểnh mông lên, hít vào, vươn cằm về phía trước, giữ ở đây và hít thở đều. 5, siết nhẹ cơ bụng nào. 4, tập trung thả lỏng vùng lưng trên, lưng giữa xuống. 3, 2 và 1, rồi hít. Ta hóp bụng, cuộn xương cột xuống, vai lên cao, rút rốn vào bên trong, mắt nhìn rốn, giữ và hít thở đều. 4, 3, 2, 1, chân phải đá lên cao, hít vào, mắt nhìn về phía trước, gập chân phía lên trên, đồng thời tay trái duỗi thẳng, áp mang tay, mắt nhìn về phía trước cách thảm 1 mét, gập chân, tay trái nắm lấy cổ chân, hít vào, đá chân lên cao, vươn ngực và mắt nhìn về phía trước, giữ ở đây và hít thở đều. 5, cố gắng giữ thăng bằng, siết chặt cơ bụng. 4, thả lỏng vùng lưng, siết chân lên một chút nữa. 3, mắt nhìn vào một điểm duy nhất ở phía trước để giữ thăng bằng. 2 và 1, rồi từ từ chán chạm đầu gối, thở hết ra, siết chặt cơ bụng để giảm phần sụt sống lưng. 3, 2 và 1, hít vào, tiếp tục nâng chân phải đá lên cao, gập chân sang bên trái, mắt nhìn qua vai trái phía trên, xuôi mũi chân trái của mình xuống ạ, giữ và hít thở đều. 4, 3, 2, 1, rồi từ từ hạ chân phải của mình sang bên trái, từ từ chống hai bàn chân, hít vào, mông lên cao, ngực lên cao, uốn cong lưng, giữ và hít thở đều. 4, ai xuống thảm được thì tốt ạ. 3, 2, 1, rồi hạ tay xuống, hạ gối xuống, đá chân phải lên cao, hít vào, mắt nhìn về phía trước, đầu gối chạm khửu tay phải, thở ra, giữ và hít thở đều. 4, 3, gồng chắc cơ bụng lên ạ. 2, 1, giữ nguyên, từ từ bước chân phải lên cạnh bàn tay phải, nâng người của mình lên và chúng ta kiểm tra này, mông trái thẳng hàng với đầu gối trái và đầu gối phải cũng thẳng hàng với chân phải. Chúng ta đi chân phải sang phải một chút để dễ thăng bằng. Hai tay dang ngang, hít vào, nâng cao lồng ngực lên. Tay trái nắm gót chân trái,
uốn cong lưng thở ra, mở căng lồng ngực. Ai bị đau lưng thì chúng ta chống mũi chân lên. Và có lót gối ở phía dưới nhé. Hít vào, vặn người sang bên phải, hai tay chắp giữa ngực, mắt nhìn lên qua vai. Một lần nữa hít vào, nâng cao lồng ngực lên. Uốn cong lưng, thở ra. Hít vào, về giữa. Vặn người sang bên phải, thở ra. Cố gắng duỗi thẳng lưng và mở ngực lên một chút nữa. Một lần cuối nào, hít vào. Uốn cong lưng, thở ra. Kéo cằm lại một chút, siết bụng nâng ngực lên. 4, 3, 2, 1. Nâng cao lồng ngực, hít vào. Vặn người sang phải, thở ra. Tay chắp giữa ngực, giữ ở đây và thở đều nào. 4, 3, 2, 1. Hạ bàn tay xuống. Từ từ chúng ta giữ nguyên mông thẳng hàng với đầu gối trái nhé. Ta đi chân phải về phía trước, dựng mũi chân lên. Hít vào, duỗi lưng, vươn ngực, mắt nhìn thẳng. Thở ra, gập người về phía chân. Rồi, nếu có thể thì chúng ta trùng nhẹ khử tay, trùng nhẹ khử tay. Giữ hít thở đều 5, 4, 3, 2 và 1. Nâng người của mình lên. Rút chân trở về tư thế con bò mèo. Bây giờ chúng ta đổi bên. Hít vào, nâng chân trái lên cao. Gập chân, tay phải duỗi thẳng phía trước. Nếu không thăng bằng được, chúng ta chống mũi chân phải lên nhé. Rồi từ từ gập chân, tay phải nắm lấy cổ chân phải. Hít vào, nâng chân lên cao, mắt nhìn về phía trước. Giữ ở đây và hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi hạ tay phải xuống. Đồng thời thở hết ra, co gối, chán chạm đầu gối. Giữ và hít thở đều. 4, gồng chắc cơ bụng. 3, xốc vai lên, mũi chân không chạm thảm. 2, 1. Hít vào, nâng chân trái của mình đá lên cao. Gập chân sang phải, mắt nhìn qua vai phải phía trên, thở ra. Giữ và hít thở đều, xuôi mũi chân phải xuống để không tạo áp lực vào đầu gối. 4, 3, siết cơ bụng của mình lại nào. 2 và 1, rồi từ từ hạ bàn chân trái sang phải. Chống hai bàn chân, hít vào, mông lên cao, ngực lên cao, uốn cong lưng. Giữ và hít thở đều. 4, 3, đẩy mông lên nữa nào, ngực lên. 2 và 1, rồi từ từ hạ chân của mình xuống, đầu gối thẳng hàng với mông. Hít vào, nâng cao chân trái lên. Thở ra, đầu gối chạm khửu tay trái, gồng chắc cơ bụng lên ạ. Giữ và hít thở đều. 4, 3, 2 và 1. Từ từ đi bàn chân trái lên cạnh bàn tay trái. Nâng người của mình lên, sao cho mông thẳng hàng với đầu gối phải. Chúng ta đi chân trái sang bên trái một chút nhé. Hai bàn chân không trên một đường thẳng thì chúng ta sẽ dễ thăng bằng hơn. Hai tay mở rộng ra ngang, hít vào. Tay nắm gót chân phải, tay trái qua đầu, uốn cong lưng, thở ra. Về giữa, hít vào, nâng cao toàn bộ lồng ngực. Vặn người sang bên trái, đẩy lồng ngực lên sao cho bàn tay ở giữa ngực, mắt nhìn lên, thở hết ra. Lần 2, hít vào, vươn tay qua đầu, bấu chắc cái chân trái của mình xuống. Uốn cong lưng, thở ra. Mở căng ngực lên, siết nhẹ cơ bụng, nâng ngực. Rồi, hít vào, vươn hai tay qua đầu. Vặn người sang bên trái, thở ra. Một lần cuối, hít vào. Uốn cong lưng, thở ra. Giữ và hít thở đều. 4, 3, 2, siết bụng, nâng ngực lên nữa nào. Và 1, rồi từ từ trở về giữa, hít vào, vươn hai tay lên. Vặn người sang bên trái, thở ra. Đẩy hai tay vào giữ ngực của mình, mắt nhìn lên. Giữ, thở đều. 4, 3,
2 và 1, rồi hạ bàn tay của mình xuống. Vẫn giữ nguyên mông phải thẳng hàng với đầu gối phải và chúng ta đi bàn chân trái về phía trước, dựng mũi chân của mình lên. Hít vào, duỗi lưng, thẳng chân, thẳng lưng. Thở ra gập người về phía chân trái. Ta trùng nhẹ khử tay, trùng nhẹ khử tay một chút. Giữ và hít thở đều. Sao cho bụng ngực của mình cố gắng là duỗi thẳng, áp sát đùi nhất có thể. Thả lỏng kheo chân phía dưới. 4, cố gắng dựng mũi chân lên nào. 3, hít thở đều. 2 và 1. Rồi chúng ta về tư thế em bé. Mông chạm gót chân, chám chạm thảm. Hít thở đều và điều hòa hơi thở của mình. Cân bằng năng lượng. Rồi bây giờ chúng ta duỗi thẳng hai tay về phía trước. Xòe 5 ngón tay của mình ra. Chống hai mũi chân. Hít vào, đẩy mông lên cao. Ngực lên. Duỗi hạ phần gót chân phía sau. Thả lỏng vùng kheo chân. Giữ và hít thở đều. 5, cố gắng đẩy đỉnh mông lên cao nữa nào. 4, 3, 2, 1. Đá chân phải lên cao ra sau. Hít vào, úp hai mông cân bằng. Bước chân phải lên cạnh bàn tay phải, thở ra. Rồi, bây giờ ạ, hai tay chúng ta đi sang bên trái. Nhích chân phải sang bên phải một chút. Sau đó chúng ta nhún hông lên xuống. Giữ và hít thở đều đây này. Tiếp tục nhún hông lên xuống. Thở đều. 4, 3, 2 và 1. Rồi từ từ hạ khử tay của mình xuống. Duỗi thẳng gối chân sau cho em ạ. Giữ và hít thở đều. 4, 3, 2, 1. Rồi từ từ hạ gối chân trái xuống, xôi mũi chân. Tay trái nắm lấy cổ chân trái. Hít vào, vươn cao tay phải qua đầu. Vặn người sang phải, mắt nhìn lên. Giữ ở đây. 5, lưu ý là đầu gối phải vẫn thẳng với gót chân phải ạ. 4, 3, mở lồng ngực ra nữa. 2, 1. Rồi bây giờ tay phải đặt lên đầu gối phải. Xoay vai, mở ngực, mắt nhìn lên. Ai đau cổ vai gáy thì mắt nhìn xuống bàn chân ạ. Check mũi bàn chân phải 45 độ. 4, mở lồng ngực nữa ra nào. 3, 2, 1. Rồi từ từ gập chân trái phía sau. Tay phải nắm lấy bàn chân. Xoay vai, mở ngực, hít vào, mắt nhìn lên. Giữ và hít thở đều. 5, cố gắng mở lồng ngực, đá chân xa mông. 4, 3, 2, 1. Rồi từ từ hạ hai bàn tay của mình xuống. Tiếp tục này. Nâng người lên một chút. Tay trái nắm lấy bàn chân trái, hít vào. Tay phải đặt lên đầu gối phải này cho nó vững cũng được ạ. Rồi kéo gót chân về phía mông của mình, thở ra. Thả lỏng vùng cơ đùi trước của chân trái. Giữ và hít thở đều. 4, 3, 2. Úp người xuống một chút nữa. Và 1. Rồi, từ từ này. Ta đặt bàn chân vào khửu tay trái. Tay phải vòng qua đầu. Rồi, ngực mở. Giữ và hít thở đều ở đây. 4, 3, cố lên ạ. 2 và 1. Rồi, hạ tay xuống. Chống chân, bước chân ra sau. Tư thế tấm ván, vai mông lưng thẳng một hàng. Hóc bụng cuộn xương cụt. Nâng vai của mình lên. Mắt nhìn đầu thảm để đầu cổ thẳng hàng cột sống nhé. Giữ thở đều. 4, 3, cố lên ạ. 2, 1. Rồi từ từ hạ đầu gối, sao cho đầu gối thẳng hàng với hông. Chống hai mũi chân này, đẩy vai về phía trước và hạ ngực cằm xuống, thở hết ra tư thế 8 điểm chạm thẳng. Khép sát hai khử tay, sao cho khử tay của mình thẳng hàng với cổ tay vậy nhé. 4, 3, 2, 1. Từ từ nâng chân phải lên cao. Giữ và hít thở đều, vuốt mũi chân lên trời nào. 3, 2, 1, chậm chậm hạ gối, xuôi mũi chân. Trượt người về trước, xoay vai hít vào, nâng cao lồng ngực của mình lên. Vươn cằm về phía trước, giữ và hít thở đều. Ai bị đau phần thắt lưng dưới thì chúng ta có thể
nhấc nhẹ xương hông của mình lên một chút. 4. 3. Mở vai ra sau, đẩy ngực về phía trước. 2. Và 1. Rồi, chúng ta chống mũi chân và đẩy mông lên tư thế về ngược. Quáng hạ gót chân của mình xuống, hai bàn chân cách nhau bằng một bàn chân. Đẩy đỉnh mông lên cao, kéo dài toàn bộ các đốt sống của mình. Thư giãn vùng lưng, thả lỏng vùng kheo chân. Hít thở đều ở đây. 4, 3, 2, 1. Tiếp tục hít vào, đá chân phải lên cao, mắt nhìn về phía trước giữa hai tay. Úp hai mông cân bằng này. Gập chân phải phía trên, mắt nhìn qua vai trái. Giữ và hít thở đều. 4, 3, 2, 1. Từ từ hạ chân của mình xuống. Tay phải lên cao, hít vào, mông lên, ngực lên, uốn cong lưng. Đó, hạ tay gần nhất, thảm nhất có thể. Nếu ai tốt chúng ta có thể là hai tay xuống và về bánh xe. Giữ và hít thở đều. 4, đẩy ngực về phía trước. 3, 2, và 1. Rồi, tiếp tục về ngược. Hít vào, nâng chân phải lên cao. Úp mông xuống nào. Thở ra, chán chạm đầu gối, hóp sâu bụng lại. Giữ và hít thở đều. 4, gồng chắc bụng lên. 3, siết cơ đùi đẩy gối lên nữa. 2 và 1. Rồi, hạ bàn chân phải xuống cạnh bàn chân trái. Ta đổi bên nhé. Hít vào, nâng chân trái lên cao, mắt nhìn về phía giữa hai tay. Úp hai mông cân bằng. Bước chân trái về cạnh bàn tay trái, thở ra. Rồi, bây giờ lại đi hai bàn tay của mình sang bên phải. Sau đó đi bàn chân trái sang trái. Đầu gối vuông góc với lại gót chân. Hạ hết mông của mình xuống. Và nhún mông lên xuống một chút để thả lỏng vùng cơ đùi phía trước. Và cơ đùi của chân trái nữa. Rồi, ta tiếp tục hạ khử tay xuống. Sao cho đầu gối vẫn phải thẳng hàng với mắt cá chân nhé. Rồi, giữ và hít thở đều ạ. 5, duỗi lưng mở ngực ạ. 4, 3, thẳng gối chân sau. 2 và 1. Rồi từ từ dùng tay phải nắm lấy cổ chân trái. Hít vào, vươn cao tay trái lên, mắt nhìn lên. Giữ và hít thở đều. 4, 3, 2, 1. Hạ gối chân sau xuống này, xuôi mũi chân. Đặt bàn tay trái lên đùi trái. Xoay vai, mở ngực, mắt nhìn lên. Cố gắng thẳng tay, chếch mũi chân trái sang trái 45 độ. Giữ và hít thở đều. 4, 3, 2. Ai đau cổ vai gáy là mắt nhìn xuống nhé. Và 1. Rồi từ từ chúng ta giữ nguyên tư thế, gập chân phải phía sau. Tay trái nắm lấy bàn chân. Xoay vai mở ngực, mắt nhìn lên. Cố gắng đá chân xa mông. Giữ và hít thở đều. 4, 3, cố lên ạ. 2 và 1. Rồi, từ từ nâng người của mình lên. Đặt tay trái lên đầu gối trái và gập chân phải phía sau. Bấu chắc chân trái xuống để chúng ta giữ thăng bằng nhé. Hít này, thở ra, kéo gót chân phải về mông. Giữ và hít thở đều ở đây ạ. 4, 3, 2. Thả lỏng cơ đùi trước của chân phải. Và 1. Rồi, bây giờ chúng ta đặt bàn chân vào khử tay phải. Tay trái vòng qua đầu, hai tay nắm lấy nhau. Siết bụng và xoay ngực về phía trước. Giữ, hít thở đều ở đây. 4, cố lên nào. 3, 2 và 1. Rồi, từ hạ tay xuống. Rút hai chân ra sau tấm ván. Vai mông lưng thẳng một hàng. Hóp bụng cuộn xương cụt. Giữ và hít thở đều. 3, 2 và 1. Đi lâu lui đầu gối lên phía trên một chút, sao cho mông thẳng hàng về gối này. Ta đẩy vai về trước, hạ ngực cầm xuống 8 điểm, thở hết ra. Giữ và hít thở đều. Thôi từ từ chúng ta giữ nguyên tư thế, siết bụng, nâng chân trái của mình lên. Úp hai và siết mũi chân. Giữ và thở đều. 3, lực ở tay nhiều ạ, khép sát khử tay. 2 và 1.
Rồi xuôi mũi chân. Chườn người về phía trước này, xoay vai, hít vào, từ từ nâng người lên, vươn cằm, thở hết ra, giữ và hít thở đều. Ai đau lưng thì chúng ta hơi nâng xương hông lên một chút ạ, và mở hết vai ra sau, đồng thời đẩy ngực về phía trước, siết nhẹ cơ bụng. 4, 3, 2 và 1. Rồi chúng ta chống mũi chân về tư thế V ngược. Đẩy đỉnh mông lên cao, hạ sâu vai của mình xuống, duỗi cột sống lên phía trên đỉnh mông, giữ và hít thở đều, cố gắng thả lỏng vùng kheo chân nhé. 4, 3, 2, 1. Rồi tiếp tục đá chân trái lên cao, hít vào, gập chân trái, mắt nhìn qua vai phải phía trên, giữ ở đây. 4, 3, 2, 1. Rồi từ từ hạ chân xuống, mông lên cao, tay qua đầu, hít vào, uốn cong lưng. Đó. Khi tay gần xuống được rồi thì chúng ta hướng mũi tay vào trong và xoay tay về tư thế bánh xe. Hướng hai mũi chân song song với nhau, đồng thời nâng mông lên, đẩy ngược về phía trước. 4, thả lỏng lưng. 3, thẳng tay nữa nào. 2 và 1. Rồi, chúng ta trở về. Hít vào tiếp tục, đá chân trái lên cao. Thở ra chán chạm đầu gối, hóp sâu bụng lại, giữ và hít thở đều. 4, gồng chắc bụng lên nữa. 3, 2 và 1. Rồi, hạ chân xuống, từ từ hạ đầu gối. Chúng ta về tư thế em bé, duỗi thẳng hai tay, thả lỏng cổ tay, thả lỏng vùng lưng. Nếu ai bị đau lưng thì chúng ta mông chạm gót chân này, rồi chúng ta vươn dài tay về phía trước, vươn dài tay về phía trước nhiều để kéo dài các đốt sống của mình ra thì nó sẽ hết đau lưng luôn ạ. Và mình điều hòa hơi thở ở đây, cảm nhận nguồn năng lượng của mình bên trong đang nóng dần lên. Mỗi lần thở ra chúng ta thả lỏng vùng lưng, vùng vai. Rồi, bây giờ chúng ta nằm ngửa cho em ạ. Duỗi thẳng hai chân, co gối chân trái này, hai tay nắm gối chân trái, hít vào, thở ra kéo sát đầu gối chạm bụng của mình. Nếu ai không có vấn đề về cổ vai gáy thì chúng ta nâng đầu lên. Rồi đồng thời nâng chân phải lên 30 độ, giữ ở đây, siết cơ bụng lại. 3, 2, 1. Chúng ta đổi bên, co gối chân phải, hai tay nắm phía trên đầu gối, hít vào, thở ra nâng người của mình lên, cằm chạm đầu gối, nâng chân trái lên 30 độ, giữ ở đây và hít thở đều. 4, 3, siết chặt cơ bụng. 2 và 1. Rồi, bây giờ chúng ta chống hai chân, hai bàn chân sát vào phía mông của mình và mũi chân song song với nhau. Đồng thời hai tay của mình chống ở phía trên vai. Hãy xòe 5 ngón tay ra và khép phần khuỷu tay của mình lại nhé. Chúng ta bắt đầu lên tư thế bánh xe. Tùy vào khả năng của mình, chúng ta lên tư thế bánh xe theo khả năng nhé. Hít vào, mông lên, ngực lên. Đó, hạ đầu xuống. Đó, khép khuỷu tay lại. Nếu ai tốt hơn, chúng ta đẩy thẳng tay lên. Rồi, đẩy mông lên cao. Giữ. Ta có thể đi tay gần lại một chút và đẩy ngực lên phía trước. Thở đều nào. 3, 2, 1. Nếu ai tốt hơn chúng ta đi chân phải vào phía giữa một chút và nâng chân trái lên. Co gối sát vào bụng. Giữ ở đây. 3, 2, 1. Rồi từ từ đổi bên. Lại đi chân trái về giữa một chút. Siết bụng, nâng chân phải lên. Hít thở đều. 3, 2, 1. Rồi từ từ hạ chân. Ta ngóc đầu lên. Rồi hạ nhẹ vai của mình xuống. Hai tay ôm đầu gối. Hít vào.
kéo gối chạm ngực thở ra. Ai không có vấn đề về cổ vai gáy, chúng ta nâng đầu lên. Đó, và vuốt mũi chân về phía đầu. Nếu ai tốt hơn thì chúng ta có thể là dùng bàn tay phải nắm má ngoài chân trái này, tay trái nắm má ngoài chân phải này, và kéo chân về phần người của mình hơn. Thở đều, thả lỏng lưng. 3, 2 và 1. Hạ chân xuống. Hai tay ra ngang. Co hai chân của mình lên. Hít vào. Vặn hai đầu gối sang bên phải. Mắt nhìn qua vai trái. Thở ra. Tiếp tục đi chân về giữa. Hít vào, nâng đầu gối lên. Vặn sang bên trái, thở ra. Cố gắng là giữ cái vai phải của mình ở dưới thảm. Tiếp tục hít vào. Thở ra, đổi bên. Giữ ở đây và hít thở đều. Lúc này ta dùng bàn tay phải đặt lên phía trên của đùi trái. Kéo hai đầu gối khép sát lại. Và đồng thời hạ vai trái của mình xuống. Mắt nhìn sang trái nhé. Giữ và hít thở đều. Ta cố gắng thả hết lỏng hết vùng lưng phía sau. 4, 3, 2 và 1. Chúng ta đổi bên, hít vào về giữa. Thở ra, vặn người sang bên trái. Giữ ở đây và hít thở đều. Thả lỏng toàn bộ vùng lưng. Cảm nhận cuộc sống của mình đang được kéo giãn. 3, 2 và 1. Rồi hít vào về giữa. Hai tay ôm đầu gối, ta lăn lưng lên xuống nào. Hít này, ta bật chân mạnh lên. Và hạ bàn chân xuống, nâng người. Rồi lại tiếp tục bật lên. Lúc thở ra ta lăn từng đốt sống của mình xuống dưới thảm. Rồi. Ta về tư thế sắp chết. Mở rộng hai chân, lòng bàn tay ngửa lên, mắt nhắm lại. Thả lỏng cơ thể của mình. Thư giãn lồng ngực. Thả lỏng hai vai. Thư giãn cơ hàm. Thả lỏng toàn bộ cơ thể và rũ bỏ mọi suy nghĩ không cần thiết. Tập trung ở vùng rốn. Cảm nhận vùng rốn khi ta hít vào. Và cảm nhận vùng rốn khi ta thở ra. Từ từ lắc hai chân, lắc hai tay. Ta chống chân trái lên, nghiêng người sang phải, đồng thời tay phải qua đầu. Ta nghiêng hết vào một bên như thế này. Rồi từ từ chống tay, nghiêng người ngồi dậy. Nhớ hít thở sâu và chậm trong khi thực hiện các bài tập yoga này. Tập trung vào việc mở rộng cơ và tăng cường sức mạnh cho vùng cơ hông và cơ lưng. Chúc các bạn có một buổi tập vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Namaste.